Giá thép hôm nay 31 tháng 8 thị trường trong nước giữ nguyên giá bán, quan sát kỳ hạn tăng, được thúc đẩy bởi hy vọng mới về nhu cầu cải thiện tại quốc gia tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc trong những tuần tới. Giá thép tại miền Bắc. Theo stelon.vn, thương hiệu thép Hòa Phát với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng 1 kg, thép thanh vàng dê 10CB300 có giá 13.840 đồng 1 kg. Thương hiệu thép Việt Ý

thép thanh vàng D10CB300 có mức giá 14.010 đồng 1 kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.600 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 có giá 13.750 đồng 1 kg. Giá thép tại miền Trung Thép Hòa Phát với dòng thép cuộn CB240 xuống ở mức 13.640 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 có giá 13.840 đồng 1 kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.990 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 có giá 14.290 đồng 1 kg. Thép VAF hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 có giá 13.960 đồng 1 kg. Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.280 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 có giá 14.480 đồng 1 kg. Giá thép tại miền Nam Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 có giá 13.840 đồng 1 kg. Thép VAS Dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.600 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10 CB300 có giá 13.700 đồng 1 kg. Thép Pomina, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.080 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10 CB300 có giá 14.380 đồng 1 kg.